Xin chào mọi người. Hôm nay 1 lít thôi nha, dịch không nổi. Đệ nhất phế vật kiếm tông tập 173. Một lát sau, Di Vong chậm rãi mở ra hai mắt. Ở trước mặt hắn, tiểu nữ hài gắt gỏng đang trôi lơ lửng. Nhìn thấy tiểu nữ hài, sắc mặt Di Vong lập tức liền đen lại. Nên như không phải kiên kỵ thật lực của tiểu nữ hài kia khủng bố, hắn lúc này muốn đem đối phương đập cho một trận. Cái tính tình này thật sự là muốn ăn đòn mà. Để nén sự tức giận trong lòng, Di Vong cố gắng làm cho mình tỉnh táo trở lại. Một lát sau, Di Vong sắp xếp lại lời nói ra: ta nghĩ người đối với ta hắn là rất quen thuộc, nhưng là ta đối với người lại chưa biết gì, có thể tự giới thiệu một chút được không? Chứ ta thì mà người cũng đã ở cùng nhau lâu như vậy, người nói đúng không? Từ nữ hài nhàn nhạt nhìn sang Di Phong nói ra: ta biết lúc này người rất muốn đánh ta đúng không? Di Phong đứng hình. Từ nữ hài thân hình lóe lên, đột nhiên đi vào trước mặt Di Phong, sau đó nói: ngươi vừa rồi mới tỉnh lại, nếu là dám đánh ta, ngươi liền chết chắc, biết tại sao hay không? Di Phong giang tay ra: chúng ta có thể nói chuyện bình thường được không? Từ nữ hài nhìn chằm chằm Di Phong một hồi lâu, sau đó nói: ngươi hỏi đi, nhưng ta không đảm bảo sẽ trả lời. Khóe miệng Di Phong dịch một cái, hắn thực sự là nhìn không được muốn động thủ. Hít sâu một hơi, ngăn chặn suy nghĩ đáng sợ trong lòng kia nói ra: người chính là vòng xoáy nhỏ đúng không? Không phải. Di Phong sững sờ kinh ngạc nói: làm sao có thể không phải được chứ? Vì cái gì mà ta phải là vòng xoáy nhỏ chứ? Từ nữ hài khẽ trong mày có chút không vui nói ra: còn có cái thứ kia cũng phải tên là vòng xoáy nhỏ, vậy tên nó là cái gì? Ta không nói cho người biết. Với cái vẻ khóe miệng Di Phong là một trận co quắp, cảm giác có vật gì đó đột nhiên chặn ngay tại ngực, cảm giác kia thật sự là cực kỳ khó chịu. Hồi lâu sau, Di Phong lắc đầu nhẹ cười cười nói ra: ngươi liền nói cho ta biết những gì ngươi biết mà có thể nói đi. Hắn xem như thế rõ cô bé này sẽ không nói cho anh biết mối liên quan giữa nàng cùng vòng xoáy nhỏ kia. Mặc dù ngươi nhiều khi rất ngốc, nhưng là cũng vẫn có thời điểm thông minh. Tiếng nói hài nhìn sang Di Phong khẽ gật đầu, trong mắt có một tia tán thưởng. Hiển nhiên đối với sự thẳng thắn của Di Phong, nàng rất hài lòng. Di Phong đứng hình: người quá hiểu. Tiếng nói hài có chút chi tiết rèn sắt không thành thép nói ra: thật sự là quá yếu, như một con kiến hôi. Yếu thì yếu đi, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại còn có nhiều địch nhân như vậy. Người có biết ngươi như vậy rất dễ bị giết chết hay không? Người chết đi kỳ thực không có chuyện gì, dù ta thì mỗi ngày đều có người chết, nhưng là người chết đi sẽ làm hại tới ta, người có biết hay không? Di Phong nhún vai nói ra: ngươi lợi hại như vậy, ai có thể giết được ngươi chứ? Còn nữa, ta không hề cưỡng ép ngươi lưu tại trong cơ thể ta, ngươi nói là người ý tùy thời đều có thể rời đi. Lúc cô bé này ở bên người thật sự quá nguy hiểm. Cô bé này tính tình quá gắt gỏng cũng liền thôi đi, thế lần này tới lần khác thực lực lại còn kinh khủng dọa người. Lưu nàng ở bên cạnh hắn về sau, mỗi ngày đều sẽ nơm nớp lo sợ. Người có biết kẻ dám nói với ta lời như vậy đều đã chết rồi hay không? Tiếng nói hài thân hình rẽ lên bay một vòng xung quanh Di Phong, sau đó nhìn thẳng vào mắt Di Phong, thanh âm cực kỳ băng lãnh. Di Phong có chút trầm ngâm, sau đó nghiêm mặt nói ra: đầu tiên ta rất cảm tạ sự trợ giúp của ngươi từ trước tới nay. Ta không biết lai lịch của ngươi, cũng không biết lai lịch vòng xoáy nhỏ kia. Ta nghĩ ngươi cũng sẽ không nói cho ta biết. Ta muốn cùng ngươi nói chuyện thật vui vẻ. Dù sao ngươi cùng vòng xoáy nhỏ xuất hiện tại trên người của ta, khẳng định là có nguyên nhân. Nhưng là để biết được nguyên nhân này chỉ là mong muốn đơn phương của ta. Đó là nguyên nhân của ngươi không liên quan gì tới ta. Tiếng nói hài nhàn nhạt nói. Cơ bắp trên khuôn mặt Di Phong hung hăng co rút lại. Hay hiện tại rốt cuộc cũng phát hiện ra có người còn thèm nói đạo lý còn vượt xa so với Bảo Nhi. Khẽ nhún vai, Di Phong nói ra: được rồi, vậy ngươi bây giờ muốn như thế nào? Tiếng nói hài trầm mặc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia hiện lên một tia mất tự nhiên. Qua một hồi lâu nào mới nói: bởi vì một số nguyên nhân ta hiện tại rất yếu, cần ngươi nói cái vòng xoáy nhỏ kia đến chữa thương cho ta. Mà cái vòng xoáy nhỏ kia là lựa chọn ngươi, mà chỉ có ngươi mới có khả năng hoàn toàn giải khai vòng xoáy nhỏ. Nói cách khác, ta nói như vậy, ngươi rõ chưa? Di Phong đứng hình lần ba,
Nhưng ta có muốn chúc mừng ngươi, bởi vì lấy các tốc độ tu luyện như rùa bò này của ngươi, tại một khoảng thời gian rất dài trong tương lai, ngươi sẽ có vinh hạnh ở bên cạnh ta. Trong khoảng thời gian này, ngươi đi làm thị vệ trưởng của ta đi, phụ trách tất cả sinh hoạt hàng ngày của ta. Ngươi đây là cái biểu lộ gì vậy chứ? Ngươi chẳng lẽ không cảm giác được đây là vinh hạnh phi thường hay sao? Tướng Hải nhàn nhạt nói, thần sắc trên mặt ra vẻ như Dương Phong rất vinh hạnh được ở bên cạnh nàng. Thần sắc của nàng tự nhiên đã hạ thấp mình thu nhận Dương Phong làm thị vệ trưởng, thái độ rất trịch thượng, vẻ mặt rất tự nhiên, không hề có chút giả tạo nào. Tại thời khắc này, nội tâm Dương Phong cảm giác được cô bé này cực kỳ cường đại. Cứ lắc đầu, Dương Phong nói ra, thực lực của ngươi khủng bố như vậy, còn bên ta làm cái gì mà thị vệ trưởng kia của ngươi nữa chứ? Cùng ở bên cạnh ta, ta chỉ là làm đến được với ngươi, không phải sao? Ta nói cho ngươi biết, ta hiện tại đang thụ thương. Tôi nói hài nhớ mày, ta không thể ở ngoài này quá lâu, đồng thời mất một lần ra tay, ta định sẽ rơi vào trạng thái ngủ say rất lâu đó. Lúc trước, giáo huấn nữ nhân ngu ngốc kia đã hao phí của ta quá nhiều thần lực. Ta đã khái lại cần ngủ say rất lâu đó. Ta muốn thức tỉnh, nhất định phải khó hồng mông liên tục không ngừng cung cấp. Chính là huyền khí tự sắc kia. Cho nên, ngươi phải tu luyện nhanh hơn, hiểu chưa? Thực lực của ngươi bây giờ mà đến mức nào? Dương Phong trầm giọng hỏi. Người như ngươi loại này, ta phải đánh rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều tên. Tên thứ hai nhàn nhạt nói. Dương Phong mặt đen lại. Muốn gì ta là không muốn xuất hiện, nhưng không có cách nào. Ta nhất định phải ra tới nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi nhất định phải nhanh chóng mạnh lên, bởi vì ta cảm giác được linh lực trên thế giới này đang cấp tốc khô kiệt. Chắc hẳn không bao lâu nữa, thế giới này sẽ trở thành một ngôi sao chết. Ngươi nhất định phải ở trước đó mở ra cánh cửa đạo môn phía sau vòng xoáy nhỏ kia. Đừng hỏi ta vấn đề này, bởi vì ta không biết. Nên cùng ngươi tên ngu ngốc này giải thích những chuyện này như thế nào. Tiếng thứ hai nói ra. Ngươi còn biết địch nhân của ta rất nhiều, thực lực của ta bây giờ lại rất yếu. Ngươi chẳng lẽ lại không giúp ta một tay được sao? Dương Phong trong lòng vẫn có rất nhiều nghi vấn, nhưng không hề nghi ngờ. Tiếng thứ hai hiện tại tạm thời sẽ không muốn nói cho hắn biết. Đã như vậy, về hắn cũng chỉ có thể vớt trước một chút chỗ tốt. Về phần nghi vấn, về sau khẳng định hắn sẽ phải hiểu thật rõ ràng. Tiếng thứ hai lắc đầu. Ta không cách nào trợ giúp ngươi một việc gì, bởi vì phương thức tu luyện của chúng ta không giống nhau. Ta tu luyện chính là thần lực, mà ngươi chính là phàm lực. Còn nữa, muốn trở thành cường giả, làm sao lại có thể ý lại người khác được chứ? Ta phải ngủ say rồi. Hy vọng khi ta lần nữa tính lại, ngươi vẫn còn sống. Nói xong, tiếng thứ hai hóa thành một vệt ánh sáng trực tiếp chui vào cơ thể Dương Phong. Dương Phong sững sờ tại nguyên chỗ một lúc lâu. Đây coi là cái gì chứ? Trong đầu mặc dù có rất nhiều nghi vấn, nhưng là cũng may, vòng xoáy nhỏ thần bí kia trước cuộc cũng lộ ra một góc của tảng băng sơn, không còn thần bí giống như lúc trước. Chỉ là điều này là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây? Hồi lâu sau, Dương Phong lắc đầu, mặc kệ là vòng xoáy nhỏ hay là tiểu nữ hài, những chuyện này mặc dù cùng hắn có liên quan rất lớn, nhưng là lúc này việc cấp bách nhất của hắn chỉ có hai. Một, cứu Vũ Thịt, sau đó đi về Nam Vực để cứu mẫu thân mình. Còn những chuyện khác, đều chỉ có thể tạm thời để sang một bên. Từ sau khi chuyện ngày đó phát sinh, Dương Phong cũng chưa hề gặp lại An Bích Như. Dương Phong biết đối phương đang tránh né hắn, hoặc là nói đối phương không muốn tiếp tục cùng hắn có bất kỳ quan hệ gì. Đối với điều này, Dương Phong trong lòng mặc dù có chút cảm giác khó chịu, nhưng cũng tôn trọng lựa chọn của đối phương. Chẳng qua hắn cũng không tốt tiếp tục ở lại tại An Gia, mà nên rời khỏi An Gia. Sau khi rời khỏi An Gia, Dương Phong đi tới một mảnh đất trống cách hơn 1.000 dặm về phía nam bên ngoài cố thành. Ở trước mặt hắn là một cái hố sâu đen nhánh cực lớn. Tiểu Dạ, xác định là nơi này đúng không? Dương Phong trầm giọng hỏi. Dạ vẫn, quý vị xuất hiện tại sau lưng Dương Phong nói ra. Chắc chắn, Nam Công Mộng cùng Lý Thanh Thủy kia chính là chết ở chỗ này, bởi vì cái hố sâu này chính là Thanh Vân Tứ Địch kia tạo thành. Đáng tiếc, hai thiên tài lấy cái như thế mà hồn phi phát tán. Dương Phong lắc đầu nói ra, lấy thực lực của hai người bọn họ, còn như đánh không lại Lạc Tuyết kia, nhưng là muốn chạy trốn có lẽ còn là có thể. Ta đánh chừng là hai người bọn họ quá mức khinh địch, mới thể bị Lạc Tuyết chém giết tại chỗ. Nếu không, hai bọn họ nếu lựa chọn rút đi, thì Lạc Tuyết kia nhiều nhất cũng chỉ có thể lưu lại một người. Nên đây đây, Dương Phong quay người nhìn về phía Dạ Vẫn nói ra, Tiểu Dạ, ta biết người
Còn có các vấn đề khác đều tâm cao khí ngạo, như là lúc đối mặt với địch nhân nhất định phải ứng phó cẩn thận. Phải biết rất nhiều người chết chính là chết tại trong lúc mình chủ quan cùng với địch, hiểu chưa? Thế Dự Phòng nghiêm túc và vẫn không còn cười đùa tí tưởng, nghiêm túc gật gật đầu nói ra: "Chiến chủ, người yên tâm, ta cùng các huynh đệ sẽ không chủ quan khinh địch. Phải biết chúng ta cũng giống như kiếm chủ ngươi, đây là có huyết khải thâm cừu trên người." "Biết là tốt." Dư Phong nhẹ gật đầu, sau đó quay người tay phải vung lên, một bàn thờ bạch ngọc lập tức rơi vào bên trong cái hố sâu to lớn kia. Bên trong bàn thờ bạch ngọc chính là tro cốt của Hy Lạp. Nhìn xem cái hố sâu to lớn kia, Dư Phong trầm giọng nói: "Hiện tại ngữ thể vĩnh viễn làm bạn tại bức hạch mộng mộng của ngươi, hy vọng ngươi chết sau không nên yêu một kẻ không yêu ngươi." Đứng tại chỗ trầm mặc một hồi lâu, Dư Phong quay người nhìn về phía Già Vẫn nói ra: "Trận đánh tài tại Tiền Ông Bảng này như thế nào rồi?" Với cái vậy, Già Vẫn cười nói: "Lãnh Quân cùng Lãnh Ngân còn có Trương Liễu ba người để lọt vào top 10 bên trong huyền giả nhân loại, gần như không có người nào là đối thủ của bọn hắn. Tương đối khó giải quyết vẫn là mà mình yêu tam tộc kia, chẳng qua ta tin tưởng ba người bọn họ có thể chơi được." Dư Phong nhẹ gật đầu nói ra: "Huynh đệ được phái trở về Nam Vực nghe ngóng tình hình, trở về rồi sao?" Với cái vậy, Già Vẫn sắc mặt ngưng trọng lên nói ra: "Chiến chủ, lần này để chúng ta trở về chỉ sợ là vô cùng hung hiểm. Theo thám tử của chúng ta hồi báo, bắt đầu cùng còn có Quỷ Tông cùng Nguyên Môn, sau khi biết tin tức ngươi đạt được đệ nhất thì Long Bảng, liền có một số lớn cường giả rời ở Tông Môn, sau đó thì không rõ, nhưng những cường giả này cảnh giới thấp nhất đều là Linh Giả Cảnh, trong đó rất có thể có cường giả Tôn Giả Cảnh." "Cường giả Tôn Giả Cảnh sao?" Hai mắt Dư Phong kiếp lại hồi lâu nói ra. "Vậy Kiếm Tông thì sao?" "Kiếm Tông tạm thời không có gì đâu." Già Vẫn nói ra: "Mặc dù Kiếm Tông không có gì đâu, nhưng là kiếm chủ, chúng ta lần này thực sự phải cẩn thận, bởi vì ta đã nhận được tin tức tổ chức Ngũ Sát đã phái ra sát thủ đến nửa đường chặn đường chúng ta, xem ra quan hệ giữa chúng ta cùng ngươi đã bị tổ chức Ngũ Sát biết được." "Biết thì biết đi." Dư Phong trầm giọng nói: "Chúng ta thì ta liền không hề nghĩ tới có thể qua mặt được tổ chức thần bí này. Chúng ta bây giờ có tất cả bao nhiêu huynh đệ?" "105 người." Và bảo nói ra: "Trong đó 80% trở lên để đã là huyền giả với những ảnh cũ phẩm." "Đúng rồi, ta, Trương Liễu, Lãnh Quân, Lãnh Ngân còn có 8 huynh đệ để đã là huyền giả Linh Giả Cảnh. Chỉ có điều bằng vào chút thực lực đó của chúng ta muốn bình yên trở lại Nam Vực chỉ sợ còn có chút khó khăn. Mà lại trọng yếu nhất chính là trở lại Nam Vực chúng ta nên đi nơi nào đây?" Dư Phong nói ra: "Những chuyện này ta đều đã nghĩ tới, ngươi không cần lo lắng. Việc ngươi phải làm chính là không ngừng tìm hiểu tin tức của Nam Vực bên kia, sau đó cố gắng tăng lên thực lực của mình. Phải biết con đường chúng ta đi lúc này cũng không quá bằng phẳng, thực lực yếu chúng ta có khả năng liền có thể quay trở về." "Yên tâm đi, Già Vẫn ta vẫn chưa muốn chết đâu. Bộ quân nhà ta vẫn còn tại Nam Vực chờ ta trở về đó, ta không muốn để cho nàng thủ tiết." Già Vẫn cười nói. "Bộ quân sao?" Dư Phong khẽ giật mình lập tức cười cười: "Thế thì của người sao? Cứ xem như thế đi." Già Vẫn trên mặt nở ra nụ cười xấu xa. "Vẫn chưa cưới hỏi đàng hoàng, nhưng chẳng qua chuyện gì nên làm ta đều đã làm qua rồi. Nên đã định trở về Nam Vực, sau đó sẽ đến nhà nàng cầu hôn. Là nói kiến chủ đến lúc đó có thể đi cùng ta hay không? Để giúp Tiền Long Bảng, kiến hoàng đương đại thay ta đi cầu thân, ta liền không tin lã gia tử nhà nàng dám cự tuyệt." "Cự tuyệt không có việc gì." Nhưng ông cười nói: "Lớn không được, các huynh đệ sẽ giúp ngươi cướp cô dâu. À, ta cũng nghĩ như vậy." Sau khi Già Vẫn rời đi, Dư Phong tìm được một dãy núi vắng vẻ. Trước một đầm nước sâu trong dãy núi, phía trên đầm nước nổi lên lửng một đóa hỏa diễm nhỏ bé. Không biết vì nguyên nhân gì, lúc trước hắn hấp thu giọt máu chân long kia vẫn còn sót lại rất nhiều ở trong cơ thể hắn, không hề bị hắn hấp thu toàn bộ. Hiện tại việc hắn cần phải làm là đem máu chân long này hấp thu hoàn toàn. Vì để tránh cho lần nữa bị dục hỏa của máu chân long này thiêu đốt, nên hắn lần này đã cố ý chọn đầm nước này để tu luyện. Không chút do dự thả người nhảy lên, một tiếng Dư Phong rơi vào trong đầm nước. Sau khi tiến vào trong đầm nước, Dư Phong lập tức bắt đầu vận chuyển huyền khí, sau đó điên cuồng hấp thu máu chân long còn sót lại kia. Thế năng lượng của máu chân long không ngừng được hắn hấp thu, làn da trên thân thể hắn dần dần hiện lên một màu vàng sậm. Không chỉ có làn da, ngay cả kinh mạch cùng xương cốt
trong cơ thể hắn để đã biến thành màu vàng sậm. Bởi vì là còn sót lại để đích nhanh, máu chân nông kia liền bị Dương Phong hấp thu không còn sót lại chút gì. Ước chừng qua nửa canh giờ, nước Dương Phong hấp thu xong một chút máu chân nông cuối cùng, đột nhiên bất ngờ xảy ra chuyện. Wow! Một âm thanh cử hướng kinh thiên đột nhiên vang vọng tại trong đầu Dương Phong. Trong chốc lát, sắc mặt Dương Phong liền vặn vẹo, màng nhĩ kịch liệt đau đớn, thất khiếu tuôn máu. Sầu kiến sẽ dám thôn phệ tinh huyết của bản tôn. Một vệt kim quang hiện lên, một con rồng màu vàng hư ảo cực lớn xuất hiện trước mặt Dương Phong, cự long dài mấy trăm trượng che khuất bầu trời. Dương Phong mở hai mắt ra, cứ nhìn thấy con rồng vàng hư ảo cực lớn che khuất bầu trời trước mắt kia, đầm tử lập tức co rút lại, nhưng là rất nhanh trong mắt của hắn lại tức hiện lên một tia dữ tợn. Bởi vì con rồng màu vàng hư ảo cực lớn trước mắt này không phải là bản thể, mà chính là một sợi tàn hồn còn sót lại tại bên trong giọt tinh huyết kia mà thôi. Chỉ là một sợi tàn hồn, Dương Phong hắn sợ cái gì chứ? Sầu kiến mới thực sự thật can đảm, dám thân phệ tinh huyết thần long hoàng kim nhất tộc của ta. Ngươi không sợ vì ngươi mà nhân tộc rước lấy họa lớn ngập trời hay sao? Thần long hoàng kim há miệng đớp về phía Dương Phong. Một cổ long uy kinh khủng như là gió bão ập tới Dương Phong. Một cổ kim ý phóng lên tận trời, Dương Phong dữ tợn nói. Chẳng qua chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi, ngươi vẫn là phải ngoan ngoãn bị ta hấp thu đi. Nói xong, Dương Phong chân phải bỗng nhiên đạp đất, thân thể mãnh liệt bắn vọt lên, đi vào trước mặt tàn hồn thần long hoàng kim, sau đó hét lớn, kiếm chi lĩnh vực. Lập tức, một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên xuất hiện tại bốn phía xung quanh thần long hoàng kim cùng Dương Phong. Kiếm vực, vậy mà là kiếm vực, ngươi đến tận cùng là người phương nào? Hai mắt con rồng vàng hư ảo cực lớn lộ ra vẻ kinh hãi, thất thanh nói. Dương Phong đương nhiên sẽ không cùng nó nói nhảm, kiếm xương rồng trong tay không ngừng bay búa, vô số kiếm khí bắn ra, nhắm mắt để đem con rồng màu vàng hư ảo cực lớn kia bao phủ. Nếu như là kiếm khí bình thường, có lẽ là vô dụng với con rồng vàng hư ảo cực lớn này. Nhưng là lúc này, ở dưới sự giá trị của kiếm chi lĩnh vực, uy lực của kiếm khí kia không biết đã tăng lên gấp bao nhiêu lần. À, nhân loại, không cần biết ngươi là ai. Thần long hoàng kim nhất tộc của ta chắc chắn sẽ khiến ngươi thần hồn câu diệt để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Theo một tiếng rít lên của thần long hoàng kim kia, hư ảnh của thần long hoàng kim có lập tức tán ra. Dương Phong vui mừng không do dự đem những năng lực kia hút vào bên trong cơ thể của mình. Ước chừng qua một canh giờ, Dương Phong mở hai mắt ra, tay phải nắm chặt thành quyền, thét to lên một tiếng, hướng về phía dưới đầm nước bỗng nhiên cách không oanh ra một quyền. Một hốt quyền phong càn quét bắn ra, nhảy mắt đi vào trước đầm nước kia. Trong chốc lát, oanh một tiếng thật lớn vang lên, một cột nước cực lớn giống như thân thể cự long phóng lên tận trời, cao khoảng chừng mấy chục trượng. Nhìn thấy một màn này, Dương Phong vui mừng. Hiện tại hắn một quyền lực lượng chỉ ít có tới vạn cân, lực lượng vạn cân liền xem như những yêu thú linh giai đỉnh phong kia không có. Hiện tại lực lượng thân thể của hắn tuyệt đối là vượt qua Ma Kha cùng Lạc Tuyết kia. Xem ra ta là có được một tia lực lượng của chân long, nếu không còn như hấp thu năng lượng của máu chân long, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm cho ta có được lực lượng 7.000 cân. Lực lượng vạn cân, cho dù là lực lượng thân xác có một số cường giả tôi nhập cảnh, e rằng cũng không mạnh bằng ta. Nhìn xem một vòng xoáy xuất hiện trong đầm nước kia, Dương Phong thấp giọng nói, trong mắt có một tia ý cười khó mà che giấu. Đột nhiên Dương Phong biến sắc, bỗng nhiên nhìn về phía ngực của mình, chỉ thấy tại nơi đó chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một ấn ký đỏ như máu. Nhìn thấy ấn ký trên ngực này, lông mày Dương Phong lập tức nhíu lại, thầm nghĩ có chuyện không ổn.